Rạng sáng ngày 10 tháng 5, Công an huyện Đức Thọ huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu và bốn xuồng máy đến nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam, đoạn qua địa bàn thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và bắt được 6 xà lan đang khai thác cát trái phép cùng các đối tượng Lê Văn Chương, 39 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Giang, 50 tuổi, Trần Quốc Duẩn, 49 tuổi, Ngô An, 64 tuổi, Lê Văn Trung, 59 tuổi, Phạm Luyện, 57 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trên các xà lan chứa từ 7 mét khối đến trên 30 mét khối cát vừa được hút từ dưới lòng sông. Cả 6 chủ xà lan đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông lãnh đạo huyện Đức Thọ đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, biểu dương, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ công an huyện Đức Thọ. Công an xã Tùng Châu đã kịp thời bắt giữ 6 xà lan khai thác cát trái phép nói trên. Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Đức Thọ xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Một cái sản, như vậy 6 cái thuyền đã như vậy là hụt cả trái phép trên sông. Và với cái việc triển khai nhanh của cái lực lượng công an huyện phối hợp với chính quyền công quan xã thì đã như vậy là bắt giữ và cái việc khai thác cát trái phép này là việc cố tình và việc cố tình này là như vậy làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn huyện cho nên thời gian tới thì như vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và với cái việc bắt giữ sáu cái tàu này thì sẽ cương quyết xử lý một cách tiếp tục <laughs>